kỹ thuật thoát hiểm khi bị túm cổ tay từ trước mặt. Bước 1. Khi bị đối phương túm cổ tay trái từ trước mặt, ngay lập tức bạn hãy dùng lực xoay tay một vòng theo chiều ngược kim đồng hồ để vít cổ tay đối phương xuống dưới. Bước 2. Khi vung tay lên cao ngang tầm ngực thì dùng tay phải đè giữ vào bàn tay đối phương. Đồng thời dùng ngón tay cái và tay trỏ của mình móc túm ngón út của đối phương để siết vít xuống dưới khiến đối phương bị đau. Bước 3. Dùng lực vặn siết cổ tay và ngón tay út của đối phương xuống dưới, sau đó đẩy mạnh đối phương về trước và chạy thoát hiểm. Các bạn ơi, hãy rèn luyện kỹ năng tự vệ cho bản thân và đón xem những clip tiếp theo nhé. Bye!